chiếu điện tử tôi thăm dò tình hình cái của tôi ra để tôi dò khám tình hình cái đó ra đảm bảo an toàn để tôi khám anh thăm dò tình hình cái ông mà sợ lắm. Tới đây mấy ngày? Tại vì tới đây mới thôi. Cái bông trắng trắng ta nói vậy đúng không? Chắc còn lại là có đâu mà bạn mình cũng cho cái đi coi họ có ra dùng không, có thì mình tìm cách rồi mình tiếp tục mình giúp bạn có cơm bánh rồi. Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà cô bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thành tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà cô bác chị em ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những nơi u ám mà mị. Thì hôm nay lo cái chân của Lâm nó cũng đau, Lâm không có đi giúp đỡ vong linh kia được. Nhưng mà bữa trước Lâm về quê về nhà Lâm á, hiện tại nhà này nhà thuê người ta đó mà bác. Đúng không? Thì Lâm về đây được một ngày rồi, thì lúc đó ba ở lại ở nhà của mình á, thì hai ngày trước ba nói, lúc nãy ba nói ba thấy cái gì? Ba thấy có hai cái bóng cái trắng trắng là nó đi qua đi lại, bây giờ mấy con cúng người ta đi thử coi ở đâu ba, vị trí nào, ở đằng sau này hay là chỗ nào? Ở sau. Ba ngồi chỗ này. Ừ, ngồi đây. Ba nằm đây ba thấy ở đây. Hai cái bóng trắng trắng. Hai bóng trắng nam nữ hay là sao? Nam nữ. Vậy hả? Ừ. Thôi bây giờ thì ba ra ngoài, ba lui ra ngoài đi. Ừ. Để con cúng các bạn nghe thức có thấy không nha. Ba lui ra ngoài đi nha. Ừ. Thì ông bà cô bác ơi, Lâm sẽ đặt cái bàn nghi thức để mà cúng cái dòng này. Ba đi ra ngoài rồi, ba ngồi đó yên lặng chút xíu nha ba, để ba lên tiếng dòng không có ra im lặng nha. Rồi bây giờ Lâm sẽ bày ra cái vị trí nào đây, nhà thì có cơm sẵn luôn, Lâm sẽ bày cái vị trí này đi nha. Nhà nó hơi dơ quá, để Lâm mặc lão sờ một cái, chân Lâm cũng bớt rồi đâu mặc rồi. Giờ làm sao lấy đồ nè, làm có mua ít trái cày, ít bánh nè. Đầy đủ hết đang hoạt á. Hay là mình không cần cái thùng nữa ta, để cái thùng bên luôn bên bờ mất rồi. Ừ vậy đi, cho nó trống vậy. Cất cái thùng vào đây. Mình sẽ bày cái này, làm lấy con quẹt này kia nọ này. Rồi, đây vậy đồ có sẵn rồi, mình sẽ bày ra cúng tại đây luôn nha. Cơm Lâm à, chuẩn bị sẵn hết rồi. Cái bông trắng trắng ta nói vậy đúng không? Chắc có lẽ là có đâu mà bác. Mình cúng cho họ cái đi, coi họ có ai dùng không, có thì mình tìm cách rồi. Mình tiếp tục mình giúp họ đi. Có cơm bánh rồi, coi còn cái chung nữa không. Nước. Mình thấy đúng như lời ba kể không? Nếu một chuyện được thì mình coi cái cam mình giúp họ.
ở đây Lâm thì cũng cập cập cái bên nha, bên nó ùn sùm đó. Có khi có xe ngoài lộ nó chạy nó. Tranh thủ nha. Chân Lâm nó còn đau đó mà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quan Âm Bồ Tát, Nam mô Đà Mô Bồ Tát, Nam mô Ích Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô các hương linh vong hồn. Vong hồn gì ở đây? Hãy dùng bánh trái tôi giúp cho nghe. Nếu mà có quan tình quan ức gì đó tôi giúp cho. Cứ ra dùng trước cái đã nha. Chia nước này. Giờ làm sao? Để cái máy trong này. Lưu ra. Không có ai đâu đạo. Tôi sợ sợ quá. Tôi cảm giác sợ sợ quá. Thôi, người ta có lòng tốt, có túng thì mình ngồi xuống mình hưởng đi. Ôi, em hỏi trước đi, tôi thăm dò tình hình cái của tôi ra. Để tôi dò thám tình hình cái đó. Và đảm bảo an toàn để tôi cũng thăm dò tình hình cái ông mà. Sợ lắm. Tới đây mấy ngày. Vì tới đây mới có mấy ngày cho nên mình tôi chưa có yên tâm đó ông. Rồi, tôi đã dò thám xong mọi người. Tôi đã dò thám xong rồi. Cái này dùng có an toàn không không? Có lòng tốt, ta cúng, ta mời mình ra đây dùng, chắc ta có cái là giúp đỡ cho mình, chứ ta không có đủ xô mình đâu. Nếu mà người ta đủ xô mình, người ta đâu có bài ra ta cúng, đúng không bà? Không biết có không biết là trong đây có thuốc gì không, tôi ớn quá, chết một lần thôi, chết nhiều lần quá tôi ớn quá rồi, tại tôi thăm dò tình hình đó. Để tôi thử khối nha trước đi. Bây giờ trước khi muốn an toàn để tôi thử chứ không có gì thì một lần rồi, bây giờ có nữa cũng không sao, để tôi thử trước cho. Tạm ổn. Có cái gì khác lạ không? Không, dùng được không? Không có gì khác lạ. Nếu có gì khác lạ là chắc tôi đi thêm một chặp nữa rồi bỏ ông luôn rồi. Ông dùng trước đi. Dù sao
mình cũng chết rồi, bà dùng đi. Nè ông dùng trước đi, ông dùng trước đi, ông đói rồi. Tôi hưởng trái cây trước cho. Ủa trái cây đẹp quá không? Ủa trái cây to mà bự mà đẹp như vậy không? Kể từ lúc mắt tới giờ rồi tôi mới được thấy cái trái này đó. Trái đó là trái lụ đó. Đúng rồi, tại vì lúc mắt tới giờ có ai cúng cho mình ăn đâu. Lúc mà còn sống rồi và thích ăn trái đó lắm. Tại vì bây giờ gặp lại nó tôi mừng lắm. Giờ gặp lại cái trái này tôi mừng lắm. Ủa đẹp quá anh ơi. Không biết là cái nhà này của ai. Vô đây cư ngụ trong đây mà thấy có cái ông già. Đúng rồi, thấy có cái ông già đó mà không biết cái ông già đó là ai. Không biết ai là cái người dọn ra cúng này. Không lẽ ông già đó sao? Mà ông già đó ông làm gì mà có được cái bàn tay dọn như vậy? Cái ông già đó ông yếu ớt lắm rồi. Ông già đó đấy, ông yếu ớt hàng ngày. Mình tôi tới đây nay nữa là mới có 2 ngày. Ông già đó ông thấy ông nằm ngủ không à. Bởi vì tôi cũng thấy ông không có làm được cái gì hết trơn á. Cho nên cái bàn cúng này là không bao giờ phải cái bàn tay của ổng đâu. Tại vì ổng lộng cộng mà ổng yếu đó, không bao giờ ổng bày được cái nghi thức này. Chắc người nào đó đã cúng, ông ăn cơm đi, ông dùng trước đi. Chắc ông già ông nói với con ổng hay sao. Mới coi được cái hộp cơm bánh trái cây ấm áp quá. Dùng đủ không ông? Nếu không đủ thì tôi đi coi còn gì thì tôi sẽ dùng tiếp tục đó. Không gì. Chứ tôi thấy còn đồ ăn gì không? Mà đừng có lục lạo. Nhưng mà bây giờ là tôi cũng đói nhiều năm nhiều tháng quá rồi. Bây giờ có đồ ăn mình tranh thủ thôi ông à. Lục lạo người ta sợ. Nghe cổng cổng đó. Người ta sợ. Ôi, người ta cúng cái chim dùng cái nấy đi. Tôi thấy ở trên kia có cái nước gì mà lúc còn sống tôi thích thích lắm không? Rồi ăn bánh đi. Ông đưa tôi ăn hoài tôi khát lắm. Bây giờ tôi thấy cái ở trên kia rồi. Nè, bây giờ để tôi. Ôi, nhà của người ta. Nhưng mà bây giờ tôi khát lắm rồi ông à. Ông ngồi đó đi, tôi cho tôi còn những thứ gì không nha. Ông có hàng dùng thêm những gì không? Ủa, tôi vừa kiếm thêm được một trái đây ông. Ôi, tôi vừa lục được thêm một trái này nữa. Ôi, bà sao thoải mái quá. Tới nhà người ta ở nhờ lục lạo. Ủa nó thơm, cái mùi thơm nó quyến rũ tôi quá ông ơi. Ông biết cái mùi thơm này là mùi thơm gì không? Mùi thơm của ổi xá lị á. Ổi xá lị này đó, khi nó chín rồi cái mùi thơm của nó thật là quyến rũ. Không cũng được. Không nhận cái nhà này cũng có đồ ăn thức uống nhiều quá. Không, mình vô mình trú ngụ trong nhà này mình cũng hên. Đúng rồi, mình không sợ bị đói ông ơi. Thơm quá. Ôi con nhận tôi với ông vô được căn nhà này may mắn quá ông. Ừ. Từ lúc vô tới giờ không sợ đói, không sợ khát luôn ông ơi. Hôm nay cũng đói. Từ bên đây biết sao mà bên đây nó dọn ra nó cúng nè. Chủ nhà này không biết lớn hay nhỏ. Trước mình ở cái nhà kia kìa. Nó thấy mình phớt qua phớt lại đó. Bà nhớ không?
rồi nó kêu theo bùa thì pháp lại yếm mình, rồi mình mới lại đây nè. Đói công nhận khi đói ăn gì cũng ngon hết ông ơi. Công nhận là khi đói dùng cái gì cũng ngon hết. Mùi thơm thật là đặc biệt. Rồi bộ miếng nước đi, không mặc cổ. Bây giờ ăn ăn cho no đi. Mình tranh thủ mà mình đi nè. Chưa mà tôi còn đói lắm, ông nấp đi chứ gì? Nói thì tôi đang ăn mà. Bà cứ việc ăn đi. Nếu như là ngày đó mình từng có bị tai nạn thì bây giờ mình đâu có chết nó cũng thương tâm đâu, đúng không? Mới cưới bà cũng lỡ thời rồi, gặp được vợ mà chở đi núi chơi, bị cái tai nạn. Xui quá, tự dưng lấy ông xong rồi bị tai nạn theo ông luôn, thật là khổ sở thiệt. Tôi đang còn yêu đời mà thiệt tình. Ai kêu bà thương tôi chứ. Tôi không ngờ đây lấy ông rồi xong rồi về đi du ngoạn cùng ông là bị mà tai nạn như vậy. Ôi, dù sao tôi với bà cũng cùng chung số phận rồi, bây giờ có than chắc cũng chết rồi. Mỗi lần tôi nhớ tới tai nạn của tôi sợ quá ông, ám ảnh quá ông ơi. Mặt của tôi nó gách mai chừng cả trăm mũi kim nên tôi giờ tôi sợ lắm rồi. May không biết bao nhiêu đường kim trên mặt tôi ấy vậy mà còn cứu không được nữa. Là bác sĩ đã cố gắng mai trên gương mặt rồi nhưng mà cứu mạng sống của tôi thì cứu, bác sĩ dùng hết cách mà cứu không được, thật là thương tâm đó. Bây giờ bà dùng thêm miếng bánh đi. Ông ăn cơm đi, tôi ăn rồi, ông dùng cho tôi hoài vậy. Mình cho thủ mình rút lui đi. Nhưng mà tôi chưa có hơ nhang ông à, ông về lại gần cho tôi hơ cho tôi ấm thấy không? Cho tôi ấm dạ cái ăn no cũng phải cho tôi sưởi ấm chứ. Không cứ ăn uống từ từ đi để cho tôi sưởi ấm cái ông à. Ở trên đó tôi thấy còn nhiều đồ ăn thức uống quá. Ông no chưa, tôi lên trển tôi kiếm cho ông. Ôi, tới nhà ta ở nhà ở đậu, đừng có lục lạo nhà. Thôi nó nghe nè, tôi với ông vô căn nhà này may mắn quá và không sợ chết đói chết khát nữa không? Mà được đắm lòng nữa. Mình để ngày mai mình trở lại. Ừ. Coi cái chủ nhà này nó có dọn ra nó cúng nữa không? Rồi bây giờ ông ăn cái trái lụ này đi. Nè, ăn xong đi rồi tôi với ông rời khỏi nơi này. Ngày mai mình đến mình kiếm ăn tiếp không ơi. Ăn được một bữa ngon ngày mai mình tiếp tục nữa. Không biết mời có ai bày ra cúng không, nếu không bày ra cúng thì tôi tự lục tôi ăn vậy. Ôi, tấm của bà nó chết còn không bỏ à. Giờ thông cảm cho tôi đi, tôi đói đó. Đói mình phải được mình kiếm mình ăn đấy. Mình là ma. Cái đợt trước tới nhà của bên kia ở em cũng lục lạo nó khua chán khua bát. Người ta sợ, người ta mới kêu thầy pháp đuổi đi, không tở bây giờ cũng lục lạo nữa. Tại vì tôi đói quá tôi cũng kiếm miếng ăn thức uống cho tôi với ông sống qua ngày chứ mà.
cho đỡ thành con ma đấu chết rồi cũng phải no chút phải không? Chết rồi thành ra ma đói khổ sở lắm. Biết rằng mình là ma đói nhưng mà ta cúng thì dùng thôi chứ không có cần lục lạo không? Không có nên lục lạo. Lục lạo đây người ta nghe cùng cùng đường cua cua đó, người ta kêu thầy pháp thầy phụ tới bắt mình không? Đúng rồi, bà lục lạo quá, nó khua chén khua đũa. Người ta sợ. Nó có âm thanh đó. Bây giờ ông dùng no chưa? Nếu như ông dùng no rồi tôi với ông kiếm chỗ ăn nấp đi. Rồi, mình mời mời mình tiếp tục mình đến. Mình tới mình kiếm ăn nữa nè. Rồi, ngon quá, bữa nay được hưởng gì đã ngon rồi mô Phật. Cảm ơn đi. Mô Phật. Nhớ ngày mai đừng có lục lạo của ta nữa nè. Người đúng rồi, tại ta cúng cái nào ăn cái đó. Thôi, đi được rồi. Thôi tôi với ông biến đi. Chỗ, không thôi như chủ nhà ra làm tiêu đó. Cảm ơn, cảm ơn. Mô Phật, mô Phật. Thấy người ta cúng mừng quá mừng. Vợ nó ăn uống tôi đưa cho nó, tôi chưa ăn được gì. Nhưng mà trở lại mình ăn tiếp. Cơm ngon quá. Cảm ơn cái ông chủ nhà này. Đã dọn cơm ra cho hai chồng tôi ăn. Cảm ơn rất nhiều. Tới đây 2-3 ngày nay rồi. Đổi khác đó. Vô đây cố cụ cũng trốn chứ đâu có tự nhiên được. Cảm ơn chủ già rất nhiều nha. Một chút tôi xin phép nha. Tôi xin nguyên cái dĩa trái cây này. Cái vợ của tôi thích ăn trái lựu luôn.
có dành dụm được mớ tiền, cưới được vợ, sống được chiếc xe. Chưa có con cái, cũng dẫn nó đi chơi núi non, giống như đi hưởng rừng từng cái mặt kia đó. Không ngờ bị cái tai nạn, công nhận chủ nhà tốt thiệt. Tôi cũng đã dùng xong rồi, cảm ơn ông chủ nhà nha. Tôi cũng xin cái dĩa trái cây này đi cho con vợ tôi nó ăn hai trái cây. Ủa, đâu dễ mất cây mất tiêu rồi trời. Trời, có giống thiệt lắm mà bác ơi. Đói quá, chỉ xem nó kêu rồi. Vậy là y như lời ba đã nói rồi. Thì cái giông này có hai cái giông rồi. Bây giờ thì chắc lẽ là không ra. Ngày mai bắt đầu là mình sẽ tối lại tiếp tục là mình sẽ cúng. Và là mình sẽ làm một cái tìm cách nào đó mình gọi họ lại nha ông bà bác ha. Và làm cái thực ấn để giúp họ nha ông bà bác ha. Rồi. Như vậy nha, mời bác hẹn và bác những video sau nha. Bưng mất tiêu cái gì chứ cây là giống tiêu rồi. Rồi, chào tạm biệt ông bác nha.